câu lạc bộ các bà mẹ một ngày nọ tất cả bà mẹ thú trong rừng tập hợp lại với nhau và bắt đầu so sánh xem con của ai là giỏi nhất và ai để được nhiều con nhất mẹ nai nói rằng con mình là to lớn nhất mẹ chó rừng lại nói con mình có hàm răng sắc bén nhất và con mình đông nhất trong khi đó mẹ chim sẻ lại cho rằng con mình giỏi nhất và mình sinh nhiều con nhất cuối cùng đến lượt mẹ sư tử sư tử chỉ có một chú sư tử con những bà mẹ khác hỏi chỉ có một đứa thôi à sao chị đẻ ít vậy chúng tôi đều có nhiều con hơn chị tại sao con của chị lại giỏi nhất cơ chứ mẹ sư tử tự hào nói bởi vì con của tôi sẽ trở thành chúa sơn lâm ở đây nghe vậy tất cả đều im lặng và giải tán cuộc họp ý nghĩa của câu chuyện hành động quan trọng hơn lời nói chính hành động sẽ chứng minh cho lời nói của bạn